đến Bình Dương, qua lại Tân Thiên, thăm viếng khu đê xưa của hai mùa kháng chiến. Và đến đây xin mời các cô chú các chị hãy thưởng thức bài Vịnh Cổ dịp 16 Tân Quy hai mùa kháng chiến, tác giả Nguyễn Lập, qua sự trình bày của Thu Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.